Chào mừng các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân yêu. Công ty cổ phần truyền thông Toliha.vn là một công ty giáo dục hàng đầu, mong muốn đưa những bài giảng đến với quý vị phụ huynh và các em học sinh tiểu học thân yêu của cả nước. Các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân yêu đều biết rằng trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, Toliha.vn đã đồng hành với học sinh của cả nước, giúp đỡ các em bằng cách học trực tuyến qua các gói cơ bản tiếng Việt và toán trong chương trình tiểu học. Với mong muốn chia sẻ và với mong muốn vì tương lai của học sinh thân yêu trong cả nước, Toliha.vn và cô Ngọc Lan đưa ra gói toán học của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Gói toán này các con sẽ tìm hiểu từ gói cơ bản đến gói nâng cao. Trong chương trình học toán, xuất phát từ tìm hiểu quá trình giảng dạy 30 năm đối với học sinh trong cả nước, tôi và Toliha hiểu rằng cần phải cung cấp cho các em học sinh kiến thức từ cơ bản đến khó hơn, nâng cao phát triển dần. Và ở gói cơ bản lớp 3, lớp 4, lớp 5, chúng tôi đã soạn theo chương trình bám sát sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Và đồng thời, trong chương trình soạn giảng, chúng tôi gắn với các hình ảnh cụ thể, rõ để các con có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Ngoài ra, ở gói cơ bản, các con có thể tham gia trò chơi khi mà các con đã học bài xong để tìm hiểu lại cái kiến thức mà mình vừa học. Ở gói cơ bản, vào các cuối tuần, các con sẽ được làm những bài luyện tập. Sau một tuần, các con ôn tập được những điều gì, các con sẽ thực hành luôn. Và với phần gói luyện tập này, phụ huynh cũng có thể nắm bắt được con em mình đã có kiến thức, nắm chắc như thế nào, chỗ nào còn chưa hiểu để bổ sung kịp thời cho các con. Ngoài ra, đối với các con tham gia thi các trường chất lượng cao, chúng tôi đã có những gói nâng cao của lớp 4 và lớp 5. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, để thi vào các trường chất lượng cao, các con phải đồng hành từ lớp 4. Có học từ gói nâng cao lớp 4 và lớp 5, các con mới mở rộng được kiến thức và thi ở những trường chất lượng cao này. Chúng tôi đã bổ sung những bài học, những bài thi của các năm về trước để các con tìm hiểu và có cái nhìn tổng thể về thi các trường chất lượng cao, cũng như cách giảng bài, cách học bài sao cho dễ hiểu nhất đến với các con. Và sau mỗi lần các con học tập kiến thức mới, làm bài luyện tập, các con sẽ có phần luyện tập và củng cố. Với những gói luyện tập củng cố này, các con sẽ biết mình đang ở mức nào và các con sẽ cố gắng hơn. Hy vọng với địa chỉ toliha.vn tin cậy này, các bậc phụ huynh có thể đồng hành cùng với các con trong chương trình học toán lớp 3, lớp 4, lớp 5, từ cơ bản đến nâng cao. Chúc quý vị phụ huynh và các em học sinh có những ngày nghỉ thật là thú vị, có những mùa hè thật là tươi vui và cũng không quên nhiệm vụ học tập bằng cách lựa chọn Toliha.vn để tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí mà vẫn hiệu quả. Hãy đến với Toliha.vn, các quý vị phụ huynh và các con học sinh thân yêu nhé. Cô Ngọc Lan xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các con học sinh. Cô chào các con. Học trực tuyến đã có từ rất lâu rồi, nhưng qua đợt Covid vừa rồi thì hơn bao giờ hết chúng ta thấy hiệu quả của học trên truyền hình và học trực tuyến. Vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục học trực tuyến? Với tinh thần nghỉ dịch không nghỉ học, vậy với tinh thần này các con hãy tiếp tục học để thấy hiệu quả của các khóa học online. Ngoài kia có nắng rang người hay có mưa xối xả, có sao đâu, con vẫn đang ung dung ngồi học ở nhà mà hiệu quả cũng rất cao. Cô giới thiệu với các con khóa học mà Toliha mang tới cho các con, khóa học từ lớp 2 cho tới tận lớp 12 và với chương trình bám sát trong sách giáo khoa của Bộ.
Quan trọng hơn, các con vẫn được mở rộng, nâng cao với các quy trình vận dụng và vận dụng cao. Quan trọng hơn nữa, đó là hệ thống bài tập trắc nghiệm để con kiểm nghiệm được những kiến thức mà con vừa thu hoạch được. Bên cạnh đó, còn có các bài kiểm tra để con tự đánh giá năng lực của mình. Này nhé, nếu như các con học online, các con có hai cách học. Theo cô, các con có thể học bằng cách học trước. Khi học trước, con đã tiếp cận được một phần kiến thức và thông qua kiến thức này, các con được luyện tập. Vậy là con đã được trang bị kiến thức cơ bản trước khi con bước vào một năm học mới. Và ở năm học này, trong chương trình mà các con học ở sách giáo khoa, trên lớp lại là một ví dụ hoàn toàn khác với ví dụ mà Toliha đã cung cấp. Vì thế, đây có thể coi là một phần bài luyện tập. Và luyện tập này sẽ giúp cho con củng cố kiến thức và không hề để các con bị chủ quan khi đã biết trước kiến thức. Đó là điều mà các thầy cô ở Toliha rất tâm đắc. Cách thứ hai, con có thể vận dụng kiến thức đã học ở trên lớp và về nhà con xem lại chương trình mà Toliha cung cấp. Qua đó, các con lại một lần nữa được luyện tập bởi những ví dụ mà Toliha đưa ra không giống với sách giáo khoa. Thế là các con lại một lần nữa được củng cố kiến thức. Với hai cách học này, con có thể hoàn toàn yên tâm kiến thức của mình đã được cung cấp đầy đủ. Bên cạnh đó, các con còn được luyện tập để củng cố thêm phần kiến thức của mình. Với cách học online, chỉ cần một chút chịu khó thôi, các con đã có thể mang lại một hiệu quả cho chính bản thân mình. Mục tiêu ai cũng có, nhưng con đường để đến với mục tiêu ấy, chúng ta có thể đi bằng nhiều con đường khác nhau mà Toliha đã hướng dẫn và cung cấp cho các con một con đường để tiếp cận với mục tiêu đó. Với chương trình tiếng Việt lớp 3, lớp 4 và lớp 5, các con cũng đã được mở rộng hoàn toàn theo chương trình của sách giáo khoa. Bên cạnh đó, các con có những bài luyện tập. Như vậy, con vừa học kiến thức cơ bản trên lớp, tức là trong sách giáo khoa, con vừa có phần mở rộng và nâng cao kiến thức, tức là phần con mở rộng ở các chương trình bổ trợ hoặc chương trình nâng cao tùy theo từng mức độ. Và rất thú vị khi các con được trải nghiệm bằng những bài luyện tập. Bài luyện tập này sẽ là những câu trắc nghiệm ngắn thôi nhưng bám sát chương trình để các con đánh giá xem mình đã nắm chương trình đến đâu. Và với kiến thức đó, con còn có thể kiểm nghiệm hay nói cách khác là học thêm một lần nữa qua phần hướng dẫn chi tiết. Con làm đúng, con cũng biết, à, đây là phần kiến thức mà mình đúng. Nếu con làm sai, không sao đâu. Trong phần kiến thức đã có phần hướng dẫn chi tiết để con nhận ra cái sai và con tiếp tục kiểm nghiệm lại xem mình đã sửa được cái sai ấy chưa qua bài tập tiếp nối. Như vậy, với cách học online hiệu quả, con có thể theo dõi đầy đủ kiến thức. Bên cạnh đó, con chịu khó luyện tập. Và với cách chịu khó luyện tập, Toliha đã cung cấp cho các con một hệ thống bài tập với hàng trăm câu hỏi và mỗi một phần bài làm, các con sẽ có những câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Vậy tại sao chúng mình không thử để đánh giá năng lực của chính bản thân mình mà thông qua đó, ở trên lớp là bài kiểm tra, ở đây con có thể tự làm và làm bao nhiêu theo ý các con thích. Quan trọng hơn là con có thể kiểm nghiệm được bằng hướng dẫn chi tiết. Trong phần hướng dẫn chi tiết, các con đã được hiểu rõ hơn vì sao mà lại có đáp án này, vì sao mà con đang nhầm hoặc phân biệt giữa phần này với phần khác để con không bao giờ nhầm. Đôi khi, những mẹo nhỏ nhỏ cũng sẽ giúp con tự tin hơn để chinh phục phần kiến thức và không còn ngại, không còn sợ khi ranh giới mong manh giữa phần kiến thức này với phần kiến thức khác. Chắc kiến thức các con đã đạt được một kết quả tốt và cô cũng như các thầy cô giáo ở Toliha rất vui mang lại một khóa học hiệu quả cho các con. Với chương trình tiếng Việt 3, bám sát chương trình của sách giáo khoa, các con sẽ học từng phần từ mở rộng vốn từ các cấu trúc ngữ pháp của phần luyện từ và câu, phần tập làm văn. Ở tiếng Việt lớp 4 là phần kiến thức nền tảng và các con sẽ rất khó khi phân biệt giữa cấu tạo từ, phân biệt với từ loại, nhưng sẽ chẳng còn khó nữa nếu các con chịu khó nghe phần kiến thức với một chút phân biệt qua một số mẹo nhỏ và luyện tập, các con sẽ thấy tiếng Việt thú vị
chứ không hẳn là khó khăn. Với phần tiếng Việt lớp 5, với mảng kiến thức nghĩa của từ, ban đầu học có thể con hoang mang một chút, nhưng cứ dần dần qua các bài tập, qua những ví dụ cụ thể và hình ảnh minh họa sống động, con sẽ thấy phần này sẽ là phần kiến thức phổ rộng vô cùng và còn theo các con tới tận năm lớp 12 cơ. Vậy, hãy chịu khó để phần kiến thức của mình là nền tảng vững chắc, là một bước đệm thật mạnh cho những bậc học sau. Cô và Turiha rất vui khi mang lại khóa học hiệu quả cho các con và các con cũng không phải lặn lội đường xa để tìm kiếm kiến thức ở đâu cả. Hãy ngồi trước màn hình của mình với một số thiết bị điện tử thông minh, con đã có thể học tập được rồi đấy. Hãy thử đi nhé. Chúc các con thành công. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tuần sau.